trưa nay mình sẽ mời các bạn đi tham quan vườn hoa Hoa Hướng Dương á, tiếng Anh còn được gọi là Sunflower 89 North. Đường này mình đi thẳng qua bên Canada luôn đó các bạn. Thời tiết mùa hè các bạn thấy đây, cây gồm từng cây xanh không, rất là đẹp. Mời các bạn cùng đi với mình nhé. Cảnh Vermont của tiểu bang mình ở thì núi nhiều lắm. Nó còn được gọi là Green Mountain đó, là núi xanh. Từ thành phố Burlington á, mình đi tới chỗ vườn hoa thì tốn khoảng 45 phút lái xe. Chào các bạn, thì mình cũng đã đến được cái vườn hoa Sunflower ở đây. Nhưng bữa nay thì trời sắp sửa mưa cho nên bữa nay không có người tới đây tham quan. Thì khi mình vào cửa thì mình phải trả cho cái người nhân viên ở đây mỗi một người thì 3 đồng. Mà ở đây nó có 2 vườn. Nếu mà các bạn đi hết 2 vườn thì mỗi mình phải trả thêm 2 đồng nữa, là mỗi một tích kẹt 5 đồng để mình đi vô vườn. Thì bây giờ mình tham quan vườn thứ nhất trước, xong rồi mình sẽ mời các bạn đi tham quan vườn thứ hai nhé. Đây thì bây giờ mình cũng vô được tới vườn rồi nha các bạn. Thì bây giờ nó mới có đầu mùa, cây nó mới vừa ra hoa, nó còn rất là nhỏ, nó cũng chưa có lớn gì lắm. Mình thấy cái vườn này thì nó không có rộng lắm. Bạn thấy không? Sunflower nhìn rất là đẹp mắt ha. Ở trong này nó có rất là nhiều loại cỏ dại trong này nữa. Thì bây giờ thì nó như vậy với khoảng chừng một tháng nữa các bạn, thì cái bông nó sẽ khô xuống. Thì cái bông này nó già, nó khô xuống thì người ta đi cắt hết những cái bông này về. Rồi người ta bỏ lên trên cái máy, người ta sấy cho nó khô xong người ta lấy những cái hạt đó ra. Cũng nhìn có cái mấy cái bông mà nhìn rất là đẹp ha. Vào những ngày cuối tuần á thì người ta tới đây tham quan cũng rất là đông. Còn bây giờ thì weekday cho nên không có người tới đây, tại vì một chút xíu nữa trời sẽ mưa.
vườn này là vườn thứ nhất thôi nha các bạn. Mình còn một cái vườn thứ hai nữa, một tí nữa mình sẽ mời các bạn đi tham quan cái vườn thứ hai. Đây là vườn thứ hai. Vườn thứ hai thì nó rộng khoảng gấp 3 lần vườn thứ nhất lần các bạn. Vườn hoa thứ hai này thì nó nằm cặp với bờ hồ Chamberlain. Nhìn rất là đẹp. Thì hồi nãy mình vô vườn đó là mình đã trả 5 đồng cho một vé, thì mình vô vườn thứ nhất gồm với vườn thứ hai. Thì mình qua vườn thứ hai này mình không phải trả tiền nữa. Còn nếu không thì các bạn vô cái vườn thứ hai này thì mình phải trả một tích kẹt là 5 đồng ở đây. Vườn hoa này nó chỗ rất là đẹp. Cái vườn này nó rộng quá. Các bạn ơi, mình sẽ quay ghi toàn cảnh ở đây cho các bạn xem nha. Có rất là nhiều bông ở đây như thế này. Thì nó có hai loại sunflower lận các bạn. Một loại sunflower này nó trồng ở đây là để nó lấy hạt. Hạt của nó lấy được nó sẽ đi bán cho những cái chợ á, để mấy cái chợ nó bán lại cho những người, người ta khi mùa hè người ta muốn mua về để trồng ở nhà cho nó đẹp. Còn thứ hai nữa thì nó sẽ làm thức ăn cho chim, cái hạt này á các bạn. Rồi nó có một loại sunflower thứ hai là nó có cái hạt nó to hơn. Thì cái hạt nó to hơn đó thì khi mà nó khô lại thì người ta sẽ cắt về, người ta sấy cho khô rồi người ta sẽ rang với muối cho mình mua về ăn, nó rất là ngon. Nó có bán ở các cái supermarket, chợ nào ở Mỹ thì nó cũng có bán cái hạt sunflower này. Có loại hạt thì nó đã lấy cái vỏ ra rồi thì mình mua về mình có thể ăn liền, còn có hạt thì mình mua về tự lột cái vỏ ra mới ăn được. Nhưng mà ăn nó cũng béo béo rất là ngon. Còn cái giống này thì mình hạt nó rất là nhỏ, hạt nó không có to như là cái hạt để mình mua về ăn các bạn. Mình định cư ở tiểu bang Vermont này cũng lâu rồi các bạn, nhưng mà lần đầu tiên mình với bà xã mình đi tham quan cái vườn sunflower này. Cách nhà mình thì không có xa lắm, khoảng 45 phút lái xe thôi. Nhưng mà mình chưa có dịp tới đây. Hôm nay mình có dịp tới đây thì mình thấy cái vườn hoa này nó rất là đẹp. Đặc điểm của sunflower này các bạn, nó sẽ hướng về mặt trời mọc vào buổi sáng. Các loại hoa này nó chỉ hướng về một hướng thôi, nó hướng về mặt trời mọc thôi. Các bạn ở vùng núi Yến Linh này có muốn đến đây tham quan thì tranh thủ. Vườn hoa này mở cửa còn 10 ngày nữa là đóng cửa rồi. Hôm video tới đây cũng kết thúc rồi, mình hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.